Xin chào. We're making pork soup today in the slow cooker. So it takes a long time, but it's really easy. So you just put all the ingredients in, turn it on, and let it sit for 4 to 6 hours, and then eat. So we got everything prepared, all the ingredients. Đây, gọi là cái nồi nấu chậm đó, slow cooker đó. Thì cái nồi này là của bà ngoại của anh Jeff để lại, đó, bây giờ vẫn còn dùng, các bạn thấy không? Đó. Nhìn nó hơi cũ vậy thôi nhưng mà nó rất là tốt nha các bạn. This is pork. Rồi. You can use stewed pork or rib, boneless rib pork. Đây là thịt heo nhé. Đây, thịt heo. Two or three carrots. Dụng cà rốt các bạn, còn tay và celery đó, còn tay cắt nhỏ nhỏ ra. Hành tây nha các bạn, hành tây. Các bạn cũng cắt nhỏ nhỏ ra như thế này. Rồi. And one sweet potato. Rồi, một củ khoai lang, đó các bạn cũng cắt ra như thế này, gọt vỏ cắt ra như thế này. Rồi, next. So, for taste and seasoning, we have either this is just one small tomato that I diced up, which cắt nhỏ nhỏ thôi. Chua cắt nhỏ ra nha các bạn. Đó. And sweetness and other flavor is prunes. Tăng thêm gia vị ngọt của cái súp thì anh chắc sử dụng cái quả mọng khô nha các bạn. Then we have bay leaf. Cái này là lá bay leaf. Bay leaf. Đó. Fresh rosemary. Rosemary nè, xả hương rồi đó. And đó. Fresh thyme. Này thyme. And all these you take out before you serve it. So after you cook it, take those out. Mấy cái này là mình chỉ cho thêm gia vị vô thôi. Chút nữa nấu xong thì các bạn vớt mấy cái này bỏ ra. Rồi. Đấy. One or two cloves of garlic. Một muối tỏi nha. Ở đây anh Chết sử dụng một muối tỏi và bằm nhỏ nó ra. Rồi. And salt, as much salt and pepper as you want. Rồi, anh sử dụng tiêu đen nè. Rồi cái này là muối nè. Rồi. Đây. Bây giờ nước đã sôi rồi các bạn. Bây giờ anh Chết, bên trong đây đã có một ít muối rồi nha. Bây giờ anh Chết sẽ bỏ thịt heo vào tròn sơ qua nước sôi nha. Trước khi mình nấu. Trong đây là anh Chết đã bỏ luôn thịt heo nè. Rồi tất cả các thành phần mình đã giới thiệu từ đầu video đó, tất cả đã bỏ vào đây hết rồi. Trong đây đã có 3 ly nước rồi nha các bạn. Đây là ly thứ tư. Thì ly thứ tư này anh Chết có pha khoảng tầm 1/4 cái viên hạt granola nêm vào trong đó nữa. Sẽ quay lại sau chiều nay, mình sẽ quay lại và cho các bạn xem nữa là thành quả như thế nào nha. Rồi. Đây là cái nồi sau khi mà anh Chết đã nấu 6 tiếng nha các bạn. Thực ra là gọi là nấu nhưng thực ra là cứ để đây thôi, không cần nấu gì hết nha các bạn. Wow. Rồi. Đây anh Chết đã luộc một ít nui rồi đây các bạn. Nói cho các bạn sẽ ăn với nui nha. Cũng có bánh mì nữa. Ai thích ăn nui thì ăn bánh mì. Yeah. Mỗi ít bánh mì. Bên cạnh đó thì mình uống lại nước này. Đó. Đây sau một hồi chuẩn bị thì anh Jack đã chuẩn bị xong. Đây là dĩa trái cây của mình nha các bạn. Hôm qua là nó nhiều lắm mà hôm nay ăn nó bớt rồi. Nó chỉ còn một ít thôi. Chưa biết cái vị nó sao hết để mình. Rồi. Mời các bạn nha. Cheers. Mời các bạn. Cheers. Rồi. Thank you, honey. Sure. You're welcome. Rồi. Thanks for eating it. Enjoy everyone. Rồi, mời các bạn nha. Cái vị nước này nó giống như mùi xá xị vậy á, y chang xá xị của mình luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử súp nha. Ngon quá. Cái vị đây sao ta. Mặn 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 ngọt. Cái vị ngọt đó là thanh của cái trái mận khô đó các bạn. Nó ngọt. Rồi khoai lang nữa, nó cũng ngọt luôn. Rau củ quả nó ngọt luôn. Ăn hủy thịt nè.
Sweet potato soft. Ừ, ăn ngon vậy. Thật rất là ngon. Thịt mềm luôn. Nhưng mà không có bị gọi là... That's so soft. Nó không có bị quá gọi là nhũn nha các bạn. Nó mềm vừa đủ ăn. Ăn thử miếng khoai tây nha. Ôi là ăn thử miếng khoai lang nha các bạn. Cái khoai lang nó chưa được nhừ cho lắm. Ông chết nói là cái này phải nấu thêm khoảng tầm 1 tiếng nữa là ok. Mình 7-8 tiếng là ok. Các bạn mà có cái nồi này các bạn cứ cắm xong rồi để đó. Chú quẩy về xong ăn đó. Đi chơi về hoặc đi làm về đó. Này, các bạn có đồ ăn cho cả nhà luôn, khỏi cần phải nấu. Ok. Tráng miệng, giờ tráng miệng đã tới. Which one do you want first? You want fruit first that or one. You want that? That one. That one first. Ăn cái gì trước mà ăn gì là ăn hết luôn. Nó vừa ăn lắm các bạn. Nó mềm. Mềm lắm. Tuyệt vời luôn. Mình có làm cái video để làm cái bánh lăng này đó. Bánh lăng bông lan đó. Mời các bạn không? Mời các bạn. Rồi. Tiếp tục. Sô-cô-la tan chảy. Drink that too. Rồi bây giờ tới chương trình ăn trái cây nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ ăn một trái. Bỏ cái này nào bên kia. Không có bánh bông lan ở trên mặt. Tại vì cái bánh lan ở trên mặt đó các bạn đỡ không được đâu. Tại trường trình cái này mình lấy đồ hàng ăn trong rồi, nó có nhanh được hay không nên là mình, tại mình làm cái bánh bự này nên là mình không có làm cái bánh đó ở trên mặt. Wow. Đó, bỏ vô. Ăn cho các bạn coi nè. Ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn nha. Đó, cái này á, tại cherry nó cùng màu với cái sô-cô-la nên các bạn nhìn không có thấy rõ. Mời các bạn ăn thử nha các bạn. So good. Mm, good, yeah. Oh. I guess I have to try grape then. Maybe it's good. Sô cô la nó đắng đắng, nó ngọt ngọt ở vậy mẹ. Mà cái cherry nó rất là ngọt nữa. Ngon quá. Ngon lắm. Next. Strawberry. Yeah. What's next? What you want? Strawberry. Đây. Các bạn nhìn trái. Dâu nó bự cỡ nào.
bự ghê chưa. Được không ý nhỉ? Well, that's all it gets in there. Tiếp món. That's good. Done with that. Mày thấy nó bơ lên chưa? Bây giờ mình sẽ nếm qua đây nha. Cho anh chết trái này. Đây. Đây. Trái này nó cũng bự không kém nha các bạn. Cái nào trên đấy uống nào uống nồng nha. Các bạn thử làm ở nhà nó ngon lắm luôn. Rồi để mình ăn thử trái dâu này nha. Cheers. Mời các bạn. Mời các bạn. Ăn rồi. Very juicy strawberry. Yeah, very good. Rồi, trái dâu ngọn nước luôn các bạn. Giờ tới lượt mình nha. Sô cô la nó đã khô nè. Giờ tới lượt mình nha. Fully closed. À, giờ trái dâu của mình nó được mặc đồ này anh chết, anh kêu trái dâu của anh không được mặc đồ đẹp kìa. À. Ngọt ngọt nó đắng đắng các bạn. Ngon lắm. Để mình rồi dư tiếp món. Đồ này rất kinh nghiệm. That's my job. Rồi, number one luôn. They're black ones, right? Yeah. Nó màu đen luôn nên là mình không có phân biệt được. Nào, tới lượt mình nha. Can't see the chocolate. Cái trái dâu này ở trên nhỏ nó cũng đen luôn, mình không có biết được. Các bạn thử làm ở nhà đi đâu vậy á. Giờ tới lượt mình nha. You try first if you like it. Một cái bàn. Một cái bàn. Ngon không? Okay. It's too bad. It's still good. Cũng ngon, ăn chết nó cũng ngon nhưng mà không bằng quả cherry với quả dâu. Cherry với dâu trắng này ngon hơn, nên ăn thử. Because the skin's kind of sour. Sour and chocolate kind of weird. I love it. Really? Mm-hmm. I like it. Mình thấy ăn ngon. Trăm tư gì đó, ngàn nửa ký. Ngọt lắm các bạn. Ngọt cực luôn. Ăn kìa. Nửa ký. Nửa cam. Go ahead and talk about it. All right. Bốn hay 50 ngàn gì á một ký. Ôi nhầm, 40-50 ngàn gì á. Trái cắt đá xong rồi các bạn. Đó, thì cắt một ít để ăn thôi. Anh thử coi vị như thế nào. Còn lại thì cắt bớt. Cái này thì chắc khoảng tầm 60 mấy ngàn nửa ký, 70 ngàn nửa ký.
Cái còn cherry là à, bây giờ mình chấm luôn cái này vô trong sô cô la nha. Đó, ăn thử coi nó sao. Thanks, it does sound good. But it's sour, isn't it? I know. Mm. Yeah, that. Still sour? In the chocolate or something? Yeah. Sour. Lần đầu tiên mình mua. Ai? Bán cái bàn đấy hơn nửa ký nha. Đã thay đổi, which one?